Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn các bạn lập trình bài thứ hai về kit HTML32S4 Discovery, đó là bài sử dụng mắt ngoài External Interrupt với công cụ quen thuộc rất là QMX. Chúng ta sẽ tạo mới một project sử dụng QMX. Sau đó chúng ta sẽ chọn chip HTML32S407VGTX. Và chương trình QMX sẽ vào phần để cho chúng ta cấu hình chip. Ở bài này thì mình sẽ sử dụng một nút nhấn. Một nút nhấn đã được hàn sẵn trên bot mạch. Nút này thiết kế để dành cho người dùng sử dụng và được kết nối với chân PA0. PA0. Còn mình sẽ sử dụng một cái LED green đối với chân PD12 dùng để báo hiệu. Thì mình sẽ cấu hình cho chân PD12 là chân GPIO output này. Cấu hình cho chân PA0 lơi lối với nút nhấn là GPIO EXTI0. Rồi, sau đó là mình sẽ chọn xung clock cho chip. Mình cấu hình là để sử dụng thạch anh ngoài đã được hàn sẵn trên bot mạch. Tiếp đó là mình sẽ cấu hình tần số hoạt động. Đầu vào là 8M. Mình sẽ chọn hệ số chia 8 và nhân với cả 336. 8M đầu vào này chính là giá trị của thạch anh đã được hàn trên bot mạch. Và mình chuyển mạch về đây thì là hệ thống đang chạy tốc độ là 168 MHz. Tiếp đến là mình sẽ sang phần cấu hình cho các chân IO. Ở đây mình sẽ cấu hình chân PA0. Các bạn có thể thấy là trong sơ đồ nguyên lý thì cái nút nhấn này đã có trở kéo xuống đất, người ta gọi đó là pull down, và khi nhấn nút thì sẽ có chuyển trạng thái, sẽ có sự chuyển trạng thái từ chân PA0 từ mức 0 lên mức 1. Vậy để phát hiện cái ngắt này mình sẽ sử dụng ngắt sườn lên, Rising Edge Trigger Detection, mình chọn vào đây. Và bởi vì nó đã có sẵn trở kéo xuống rồi thì mình sẽ không chọn là trở kéo lên hay kéo xuống gì cả. Ở đây mình sẽ cấu hình cho cái chân điều khiển led màu xanh lá cây của mình. Đó là đầu ra mức thấp, mắc theo kiểu đẩy kéo, không trở kéo lên mà kéo xuống, tốc độ cao nhất có thể. Rồi. Ok, tiếp đến là phần quan trọng nhất, đó là phần kích hoạt ngắt. Đây mình sẽ vào phần logic. Các bạn có thể thấy ở đây là có rất nhiều ngắt. Một vài ngắt đã được cho phép hoạt động sẵn rồi. Chúng ta chỉ sử dụng cho phép cái ngắt HTI line 0 interrupt, chính là cái ngắt ngoài 0. Ngắt ngoài lại sinh ra mà khi tất cả các chân có số hiệu là 0. Ví dụ là PA0 này, PB0, PC0, PD0, PE0, PF0 thì sẽ khi thay đổi trạng thái thì có thể sinh ra cái ngắt này. Đây, các bạn có thể nhìn vào cái bảng vector ngắt của nó đây. Rất nhiều ngắt có thể sinh ra, trong đó ngắt có mức ưu tiên cao nhất chính là cái ngắt reset này. Có mức độ ưu tiên là -3. Còn cái ngắt của chúng ta là cái ngắt HTI0 thì có mức ưu tiên là 13. Trong này các bạn cũng có thể chỉnh mức độ ưu tiên cho chúng y như vậy, nhưng mà đây mình sẽ để mặc định. Sau đó chúng ta ấn apply và ok. Tiếp theo mình sẽ cho chương trình sinh code tự động. Bài này mình sẽ đặt tên là ngắt ngoài. Mình chọn ổ lưu này, mình sẽ lưu ở vị trí như thế này. Sau đó là chọn là môi trường phát triển thích hợp. Ở đây mình sẽ chọn công cụ quen thuộc của mình là ARMv5. Tiếp đến mình tích vào cái ô này để cho chương trình nó chỉ ép những cái thư viện nào mà cần thiết thôi, cho nó gọn nhẹ. Sau đó chương trình sẽ tự động sinh code C cho chúng ta. Sau khi sinh code xong mình sẽ ấn mở lên thì chương trình KM5 sẽ được kích hoạt và chạy. Khi mới tạo ra thì project của chúng ta sẽ có dạng như thế này đây. Đầu tiên là mình sẽ biên dịch luôn chương trình để xem có lỗi là không. Trong lúc mà chương trình đang biên dịch thì mình có thói quen là xóa các cái dòng comment không cần thiết này đi cho đỡ rối mắt. Bạn nào mà không thích thì có thể để lại cũng không sao. Ưu điểm của sử dụng cái chương trình QMX này là nó cho phép cho người dùng, người lập trình là tiến rất nhanh đến
cái đoạn code mà người dùng muốn, không phải trải qua những các cái bước mất thời gian, ví dụ như là khởi tạo clock rồi thì khởi tạo các chân IO. Đây, các bạn có thể thấy là nó tự động nó sinh ra các tham số mà như mình vừa thiết lập đấy, à, hệ số chia, hệ số nhân, rồi cho phép clock, rồi cấu hình chân số 12, cho phép ngắt. Nếu mà các bạn có chỉnh sửa thì có thể chỉnh sửa luôn ở dòng code này cũng được. Ở trong bài này thì quan trọng nhất đó là cái chương trình con phục vụ ngắt. Chương trình con phục vụ ngắt này là nơi chứa cái đoạn chương trình mà khi có ngắt xảy ra thì CPU sẽ nhảy vào đấy để thực thi. Vậy thì mình sẽ lấy đoạn chương trình này ở đâu? Mình sẽ kích vào hàm function này, chọn được cái thư viện GPIO. Ở đây có rất nhiều hàm, mình chỉ quan tâm đến cái hàm quan trọng nhất, đó là hold GPIO EXT callback. Mình kích vào đó thì sẽ chương trình sẽ mở cái file đó và nhảy đến cái hàm này. Ở đây các bạn có thể đọc cái dòng chú thích này là cái hàm này không lên được chỉnh sửa, khi nào mà cần thì sẽ được thực thi ở trong file của người dùng. Vậy là mình đang muốn thực thi cái này thì mình sẽ copy cái dòng này và paste vào trong cái file, cái hàm lên .c của mình. Đây chính là chương trình con phục vụ ngắt xảy ra khi mà nút nhấn được nhấn. Ở đây mình sẽ khai báo một cái biến toàn cục kiểu là size in 8 bit, mình đặt tên nó là cao và mình cho giá trị ban đầu bằng 0. Mục đích của mình đấy là để đếm số lần người dùng nhấn nút. Khi mỗi lần vào chương trình con phục vụ ngắt này, mình sẽ cho cái giá trị này tăng lên. Đồng thời mình sẽ đổi trạng thái của cái đèn màu xanh lá cây. Mình sẽ dùng cái hàm API có sẵn này, đó là on GPIO toggle pin, hàm này để đổi trạng thái một chân. Cái đèn này lối đến port D và chân số 12. Tiếp đó là mình sẽ phải đợi người dùng người ta nhả nút ra thì mình mới xử lý tiếp. Các bạn có thể thấy là khi người ta nhấn cái nút này xuống thì cái chân PA0 này sẽ có mức trạng thái là mức cao, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp, đó là khi nào mà đọc về cái trạng thái của cái chân PA0 mà nó vẫn ở mức cao thì mình sẽ cho nó chờ ở đấy, chưa xử lý vội. Mình sẽ sử dụng hàm while này, đọc về trạng thái của một chân, mình sẽ sử dụng cái hàm sử dụng sẵn này. Đọc về chân nào? Đấy chính là chân nối với nút nhấn GPIO A0. Đó. Như vậy là đoạn code này đã hoàn thành. Mình sẽ tiến hành biên dịch chương trình và cắm cái kit của mình vào. Mình sẽ vào cái phần option của project. Mình sẽ chọn mạch lạc của mình là ethylene network. Còn setting mình chọn tốc độ cao nhất là 4 m, reset and run để cho chip reset. Mình sẽ muốn hướng dẫn thêm các bạn là một chức năng mới của cái QMX này, đó là chức năng debug chương trình. Khi mà mình muốn theo dõi cái giá trị biến này trong lúc thực thi chương trình, mình sẽ cho nó vào chế độ debug. Và vào chế độ debug thì mình sẽ kích vào cái nút này. Chương trình sẽ lạp cái đoạn code mới nhất xuống, sau đó vào phần debug. Khi vào phần debug chương trình thì mình sẽ tắt bớt các cái cửa sổ mà không sử dụng đi, ví dụ như cái này. Đồng thời mình kéo cái này ra bên phải cho nó dễ quan sát. Mình muốn quan sát cái biến cao này, mình sẽ hết cái biến cao này vào cái cửa sổ watt1. Đó. Trong cái cửa sổ watt1 này thì mình bỏ tích cái ô tùy chọn này đi. Ô tùy chọn này cho phép chúng ta xem ở chế độ hexa. Mình muốn xem nó ở cái chế độ decimal, tức là chế độ số nguyên bình thường để chạy chương trình. Các bạn có thể nhìn thấy là con trỏ nó đang dừng ở cái hàm hold init này và giá trị ban đầu là 0. Để chạy chương trình thì chúng ta có rất nhiều tùy chọn. Một là run F5, nghĩa là chạy liên tục đoạn code. Hai là chạy từng đoạn lệnh một và gặp cái hàm nào nó sẽ nhảy vào trong cái hàm đó và thực hiện từng câu lệnh con trong cái hàm đó. Hoặc là có thể chạy theo kiểu step over, nghĩa là gặp cái hàm nào nó thực hiện cái hàm đó và chạy tiếp, hoặc là có thể nhảy ra khỏi hàm, hoặc là chạy đến cái vị trí con trỏ. Ở đây mình sẽ sử dụng vị trí là sử dụng chức năng là chạy liên tục. Đó, khi chạy liên tục rồi các bạn chưa thấy gì xảy ra, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ nhấn cái nút nhấn ở trên kit. Đó, các bạn có thể thấy giá trị nút nhấn đã được tăng lên. Nhưng tại sao nó lại là số 3 thế này? Bởi vì là cái nút nhấn của mình là khi mình nhấn nó sẽ bị rung, và chính cái rung đó nó sẽ tạo ra các cái ngắt khác.
nên là làm cho giá trị có thể thay đổi là không tương thích với số lần nhấn nút. Đó, ok, các bạn có thể lúc nó nhảy đúng, lúc nó nhảy tăng đúng không? 13 này, 14 này. Nếu mà nhập nhằng thì nó lại lên tận 16 này, 17 này. Đó. Rồi, để thoát này, mình sẽ ở đây. Để cải thiện là cái vị trí nhấn nút này thì các bạn có thể thêm một chút delay vào đây. Đó, có thể thêm một chút delay vào đây. Hoặc là chúng ta có thể debug theo kiểu khác. Ví dụ mình sẽ vào lại chế độ debug này và mình sẽ đặt một breakpoint, nghĩa là một điểm dừng ở đây. Khi nào mà vào trong chương trình sẽ dừng ở đây để cho chúng ta quan sát biến. Ví dụ mình nhấn F5 này, chương trình đã chạy nhưng chưa có gì xảy ra. Mình nhấn nút trên kit này. Đó, các bạn có thể thấy là chưa CPU sẽ nhảy ngay đến cái dòng lệnh này và giá trị của biến đã được tăng lên 1. Bây giờ để cho chương trình chạy tiếp, mình nhấn F5. Đó. Và nó lại nhảy lên 2, thì chứng tỏ là cái lúc nãy mình sẽ nhấn thành 2 lần. Đó, bây giờ nó thoát hẳn ra ngoài rồi. Rồi mình nhấn tiếp. Đó, chương trình đã chạy vào đây lại thành 3. Mình cho nó chạy tiếp. 4. Đó, các bạn có thể thấy là để quan sát một giá trị biến thì cái NV5 hỗ trợ cho chúng ta là rất là mạnh mẽ. Rồi. À, bài hướng dẫn của mình xin dừng lại tại đây. Các bạn là những bài tiếp theo.